Dự báo thời tiết ngày 16 tháng 4, Sài Gòn nắng 35 độ C, Hà Nội mưa rào. Không khí lạnh dồn xuống, đúng thời điểm chuyển mùa, gây mưa dông và tố lốc nhiều nơi, kèm mưa đá. Khí lạnh cuối mùa, nhưng cường độ khá mạnh, khiến nhiệt độ giảm sâu từ 6 đến 13 độ, so với ngày hôm trước. Lúc 13 giờ chiều qua, khắp miền Bắc không nơi nào quá 22 độ, trong khi ngày trước đó, nhiều điểm vẫn ở mức 28 đến 34 độ. Tại Trung Bộ, nhiệt độ giảm mạnh hơn, cụ thể tại Tương Dương, Nghệ An, từ 37 độ xuống 24 độ, Hương Khê, Hà Tĩnh, giảm 11 độ, từ 34 xuống 23 độ, Thừa Thiên Huế, từ 36 xuống 26 độ. Về đêm, thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng rét 17 đến 19 độ C, vùng núi rét 15 đến 18 độ, vùng núi cao dưới 12 độ. Đáng lưu ý, về đêm và sáng trời có mưa rào và dông, riêng khu Tây Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trong hôm qua, mưa đá kích cỡ 0,5 đến 1,5cm đã xuất hiện ở một loạt tỉnh vùng núi như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Bắc Cạn, trong đó 1.000 nhà dân ở Bắc Cạn hư hại do mưa đá. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Hà Nội ở mức 24 độ, thành phố Lạng Sơn 22 độ, các nơi còn lại phổ biến 22 đến 25 độ C. Đây cũng là mức nhiệt chung ở các tỉnh từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Đà Nẵng, Bình Thuận, hôm nay nắng 30 đến 33 độ C, đêm mát mẻ 23 đến 26 độ. Sau chuỗi ngày nắng nóng cao điểm, từ hôm nay nắng nóng tại Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu hạ nhiệt, nhiệt độ giảm khoảng 2 độ C, cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 31 đến 34 độ C, đêm mát mẻ 21 đến 24 độ. Tại Nam Bộ, hôm nay chỉ còn 1, 2 điểm, có nền nhiệt 36 độ, còn lại phổ biến 34 đến 35 độ C. Sang đến ngày mai, trời sẽ dịu mát hơn nữa khi đồng loạt xuống dưới 34 độ. Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm ngày 15 tháng 4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2, vùng ven biển cấp 3. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng trời rét, với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 đến 20 độ, vùng núi 15 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Hà Nội, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 đến 20 độ. Dự báo thời tiết ngày 16 tháng 4, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 70 đến 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, 3, sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 65 đến 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi 15 đến 18, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3, trời lạnh, độ ẩm từ 60 đến 96%, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, 3, độ ẩm từ 55 đến 94%, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 đến 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C.
Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-94%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng miền Đông trên 35 độ C. Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa rào và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, 3, sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 60-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ C.